Trịnh Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình Tinh Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ hai, 18 tây tháng 5 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường đấy chúng ta sẽ đi vào phần tin tức ngay lập tức. Đầu tiên là bản tin từ nước Nga. Nga đang dược xét việc hỗ trợ của Hoa Kỳ trong việc đối phó với đại dịch giữa lúc mà tình trạng lây nhiễm ở quốc gia này đã được xem là thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 5 vừa qua. Bản tin mới nhất từ Moscow cho biết, Nga đang làm việc để nhận tất cả các cái hỗ trợ y tế từ Hoa Kỳ. Phía Nga cho biết ngày hôm nay thứ hai, sau khi quốc gia này báo cáo là đã có một cái mức lây nhiễm thấp nhất kể từ ngày 1 tây tháng 5 vừa qua, Tuy nhiên, tổng cộng trên toàn nước Nga hiện nay là 279.678 trường hợp lây nhiễm được xem là cao nhất sau Hoa Kỳ và nói rằng tình trạng vẫn còn khá phức tạp và khó khăn và trong đó thì có tổng cộng là có một cái báo cáo mới là 8.926 trường hợp mới. Trong khi đó thì đây là lần đầu tiên thứ ba trong ngày thì đã có khoảng 10.000 cái trường hợp so với lại những thời gian trước tức là thấp hơn. À, trong phía Nga cũng đang tìm cách là nhận tất cả các cái hỗ trợ về y tế từ phía Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại con siêu vi khuẩn này. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga là Sergei Ryzakov đã lên tiếng cho biết như trên. Trước đó, thì Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng là Washington sẽ gửi cho Moscow các cái ống thử nghiệm và tất cả các cái máy trợ thở để giúp giải quyết cơn khủng hoảng này và đang trên đường gửi tới nước Nga. Mặc dù Nga đang có một số những vấn đề bất đồng với Hoa Kỳ, tuy nhiên trong việc chống đại dịch này thì Nga cũng không ngại khi nhận sự giúp đỡ từ Hoa Kỳ. Trong khi đó, thì uh, Thủ tướng của Nga là Mikhail Mishutin, người đã từng bị uh, dương tính với con siêu vi khuẩn vào tháng trước, đã nói trên đài truyền hình trong cuộc gặp gỡ ngày thứ hai rằng tình trạng bây giờ đã được cải thiện và có rất nhiều bệnh nhân đang được uh, điều trị và đã được uh, điều trị khỏi và đã ra khỏi bệnh viện. Đây là tình trạng vẫn còn khá phức tạp và khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đã bắt đầu có cái khuynh hướng để mà giảm bớt sự lây nhiễm, đó là phản ứng từ nước Nga sau đại dịch. Và liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, FBI đã kiểm tra bằng chứng có quan hệ với Al-Qaeda trong cái vụ mà bắn ở tại một cái căn cứ hải quân ở tại Florida. Đây là một trong những cái phát hiện mới nhất của cơ quan FBI. FBI họ cho biết là họ kiếm được một cái cell phone, tức là một cái điện thoại cầm tay và có bằng chứng là có liên hệ tới mạng lưới Al-Qaeda trong một cái vụ bắn ngày 6 tây tháng 12 năm 2019 bắn vào trong một cái uh, căn cứ hải quân của Hoa Kỳ tại Florida, nơi mà ba người bị thiệt mạng. Các giới chức của liên bang đã cho biết ngày hôm nay thứ hai, kẻ bắn là một uh, một uh, sĩ quan uh, có tên là Second Lieutenant có tên là Mohamed Said mươi 21 tuổi, là thành viên của một cái uh, cái lực lượng không quân của hoàng gia Saudi Arabia ông này đã có mặt ở trong cái căn cứ hải quân trong một cái chương trình huấn luyện đặc biệt mà Hoa Kỳ dành cho các đồng minh và ông ta đã bị bắn thiệt mạng bởi tất cả các nhân viên công lực khi mà ông ta thực hiện cuộc tấn công này kể từ đó thì bộ Tư pháp đã làm việc để tìm cách giải mã xem tại sao mà có vụ bắn này và cuối cùng thì họ đã mở được cái phone của ông này với những cái À, với những cái chìa khóa mở phone ra thì họ mới biết được là cái mô típ của ông này tức là cái động cơ của ông này bởi vì ông này đang có liên hệ với lại những cái tổ chức à, nhóm khủng bố trong tháng 2 một cái đoạn audio đã được thâu ra trong đó thì có cái à, mà có cái nhóm gọi là À, nhóm dân quân hồi giáo thuộc mạng lưới Al Qaeda ở bán đảo Ả Rập đã nhận trách nhiệm cho cái vụ tấn công ở Besakola ở Florida vào tháng 12 khi mà có 3 người bị thiệt mạng. Tuy nhiên đã không có bằng chứng nào chứng minh là liên hệ tới nhóm này. Tuy nhiên sau khi mà cái phone đã được unlock tức là đã mở khóa được cái phone này thì họ mới phát hiện là cái kẻ bắn tức là nhân vật này là nhân vật đặc biệt của được huấn luyện và đến từ Saudi Arabia thì nhân vật này có rất nhiều những mối liên hệ với lại mạng lưới Al-Qaeda và đặc biệt là cái mạng lưới của con trai của Osama Bin Laden. Đó là bản tin liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và giữa lúc mà Tổ chức Y tế Thế giới và Đại hội đồng Y tế Thế giới đang có cuộc nhóm họp ở tại Geneva và qua màn hình video và đặc biệt là các vấn đề nổi bật liên quan tới cuộc điều tra độc lập nhắm vào nguyên thủy của con siêu vi khuẩn Vũ Hán và tình trạng của Đài Loan và vị thế của Đài Loan trong tổ chức này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã chỉ ra cho thấy Tổ chức Y tế Thế giới đã không đối phó được với đại dịch trên toàn cầu và đây là một trong những điều mà ông nói rằng chính Tổ chức Y tế Thế giới đã thiếu minh bạch và không có đủ sức và còn dựa dẫm vào Trung Quốc. Phát biểu với tờ Washington Examiner, Ông nói rằng việc mà tổ chức y tế thế giới phản ứng với đại dịch này là chậm chạp và thất bại và khiến cho cả cộng đồng quốc tế quốc tế phải có những cái khó khăn khi đối diện và ông nói rằng cũng phải chịu bởi vì đó là một cái tổ chức đa phương, tức là một cái tổ chức có nhiều nhóm tham gia và ông nói rằng chính Đảng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tìm cách ngăn chặn tổ chức y tế thế giới trong việc mà báo cáo về các thông tin liên quan tới đại dịch đầu tháng này thì ông Pompeo đã từng thúc giục ông tổng giám đốc điều hành của à, cơ quan y tế thế giới là Theros là về việc mà ủng hộ cho Đài Loan gia nhập vào cái à, phiên họp của Đại hội đồng y tế thế giới. Tuy nhiên phía à, tổ chức y tế thế giới đã bác bỏ lời đề nghị của ngoại trưởng Hoa Kỳ và cho rằng họ phải à, họ phải tuân thủ cái chính sách một nước trung quốc và điều này cho thấy là tổ chức y tế thế giới đã có thiên vị khá nhiều về phía trung quốc à, và phía tổng thống trump trong ngày hôm qua cũng cho biết ông sẽ duyệt xét lại việc mở lại ngân sách cho hu nhưng sẽ không bằng con số mà xưa nay hoa kỳ đã đóng góp mà chỉ tương đương với con số của trung quốc đã đóng góp đó là bản tin liên quan tới tình hình của tổ chức y tế thế giới và lời cảnh báo của và ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và cũng liên quan tới ngoại trưởng Hoa Kỳ ngày hôm nay ông đã lên tiếng ngày hôm qua thì đúng hơn là ông tin rằng Trung Quốc đang đe dọa là sẽ xen vào các công việc của những ký giả Hoa Kỳ làm việc tại Hồng Kông và cảnh báo rằng bất cứ một quyết định nào của Bắc Kinh đưa ra trong mảnh vùng đất từ tự trị tại Hồng Kông đều ảnh hưởng tới tất cả những cái quyết định của Hoa Kỳ trong cái tình trạng của Hồng Kông tất cả các ký giả báo chí hay là những người thuộc về cái quyền tự do báo chí là mà không có cái tính chất chuyên tuyên truyền họ đều có giá trị khi bảo khi mà báo cáo từ những cái thông tin ở công dân Trung Quốc ra toàn thế giới ông Mike Pompeo đã đưa ra một trong một những bản văn thư ông loan báo ngày 6 tây tháng 5 vừa qua là bộ ngoại giao Hoa Kỳ sẽ à, trì hoãn lại tất cả các cái báo cáo về nhân quyền liên quan tới Hồng Kông cho tới khi mà Trung qua khỏi cái phiên họp quốc hội của Trung Quốc diễn ra vào ngày 21 và ngày 22 tây tháng 5 sắp tới đây và ông nói rằng sau khi có phiên họp này thì ông mới nộp cái bản báo cáo của bộ ngoại giao về tình trạng nhân quyền của Trung Quốc đối với Hồng Kông cho quốc hội của Hoa Kỳ. Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đã gia tăng trong những ngày gần đây và đặc biệt là trong thời gian gần đây khi mà ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Pompeo cùng với tổng thống Trump đã quy trách nhiệm toàn bộ cho trung quốc trong cái việc mà đối phó với đại dịch và hoa kỳ và trung quốc cũng đã có cái sự đụng chậm mạnh mẽ trong cái việc mà giới hạn hoạt động báo chí của đôi bên khi đó thì phía hoa kỳ đã ra lệnh cho năm công ty truyền thông của trung quốc phải báo cáo và tuân thủ tất cả những thủ tục ngoại giao của hoa kỳ về cái việc mà họ hoạt động tại hoa kỳ ngay sau đó trung quốc đã trục xuất ít nhất là ký giả của ba tờ báo lớn của hoa kỳ và vừa qua thì chính quyền hoa kỳ và bộ ngoại giao đã giới hạn tất cả những cái visa dành cho ngành ký giả của trung quốc và trong đó thì phía trung quốc đe dọa là sẽ có những cái hành động trả đũa đối với hoa kỳ và ngày hôm nay ngày hôm qua thì cũng đúng hơn chủ nhật thì ngoại trưởng mike pompeo đã cảnh báo trung quốc rằng đừng đụng tới những ký giả của hoa kỳ tại hồng kông nếu như không thì hoa kỳ sẽ có những biện pháp mạnh mẽ hơn để đối phó với trung quốc đây là lời cảnh báo khá mạnh mẽ từ ngoại trưởng của hoa kỳ ông mike pompeo và được xem là thời sự hàng đầu trong cái chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam. Đó là số phận của Kim Jong Un. Trước đây thì người ta nói rằng về tình trạng sức khỏe của ông bị yếu kém, bị mổ và bị uh, chết cái não. Tuy nhiên, sau đó 3 tuần sau đó, Kim Jong Un đã xuất hiện trở lại ở uh, và cắt băng cánh thành một cái uh, công ty phân bón ở tại Bắc Hàn và cho thấy rằng ông ta không có dấu hiệu về sức khỏe. Tuy nhiên, bản tin mới nhất từ tờ Taiwan News cho thấy có thể Kim Jong Un và gia đình của ông ta đã gặp tai nạn. Đây là một trong những cái tin mới nhất. Bản tin từ tờ Taiwan News cho biết là căn cứ trên cái biến chuyển mới nhất tại Bắc Hàn, đó là tất cả hai tấm hình của ông nội và ba của Kim Jong Un đã bị tháo ra khỏi quảng trường ở tại Bắc Hàn. Bên cạnh đó thì cái bức tượng của ông Kim Nhật Thành, tức là ông nội của Kim Jong Un và cũng như là bức tượng đặc biệt dành cho ông Kim Jong Un đã biến mất khỏi cái quảng trường này. tất cả các cái hình ảnh của gia đình họ Kim bao gồm cả Kim Nhật Thành, tức là ông nội của Kim Jong Un và Kim Chính Nhật, tức là Kim Jong Il là ba của Kim Jong Un. Kim Jong Un tên tiếng Việt là Kim Chính Un đã bất ngờ bị bị tháo gỡ đi theo tường trình của NK News ngày thứ sáu và trong đó thì một ký giả cho biết là đã treo vô đã bay tới Bắc Hàn và đã bị được biết là cái bức tượng của ông Kim Jong Il đồng thời tức là cái bức tượng của thân phụ của Kim Jong Un đã bị biến mất khỏi cái quảng trường này việc này cho thấy là có thể có tình trạng là gia đình của Kim Jong Un có thể đã bị mất quyền lực tại Bắc Hàn và chưa biết số phận gia đình này ra như thế nào và số phận Kim Jong Un như thế nào. Mặc dù nhà báo này có cái lời tiên đoán khá đi khá nhanh cho rằng Kim Jong Un đã chết. Tuy nhiên thì cho cho tới giờ phút này vẫn chưa có nguồn tin nào xác nhận về tình trạng Kim Jong Un đã chết và phía tình báo Nam Hàn vẫn không có thông tin gì cả. Tuy nhiên báo chí này đã đưa ra cái tấm hình cho thấy là đã tháo gỡ tất cả những cái biểu tượng của gia đình họ Kim tại quảng trường ở Bình Nhưỡng và điều này là một điều khá bất thường và có thể rằng gia đình Kim Jong Un, họ hay là gia đình của họ Kim đã không còn nắm được quyền lực tại Bắc Hà Đây là một trong những cái suy đoán từ phía báo chí khi mà thấy cái tình trạng bất ngờ tượng của ông Kim Jong Un, Kim Jong Il và hình ảnh của cha, ông nội của Kim Jong Un đều biến mất khỏi quảng trường này. Đó là một trong những cái tin được xem là thời sự hàng đầu ngày hôm nay. Và bên cạnh đó <laughs> Nhật Bản đã bắt đầu à, gia tăng cái mạng lưới quốc phòng để bảo vệ cho tất cả những cái vệ tinh của họ ở trên không gian vũ trụ. Nhật Bản đã bắt đầu à, đưa ra một cái chính sách mới về quốc phòng à, vào ngày hôm nay thứ hai để quan sát và đối phó với những cái đe dọa đến những cái vệ tinh mà quốc gia này đã bắn lên trên à, không gian vũ trụ. Bản tin cho biết là từ cái à, à, cái à, cơ quan có tên là Space Operations Squadron của Nhật Bản được nằm trong cái uh, bộ quốc phòng tự vệ của Nhật Bản đã bắt đầu hai có 20 thành viên và sẽ gia tăng tới 100 thành viên và sẽ thành lập một cái lực lượng đặc biệt để mà bảo vệ cho tất cả các cái uh, tài sản của Nhật Bản nằm bên ngoài vũ trụ từ đây cho đến năm 2023. Vai trò của cái lực lượng mới này là quan sát và bảo vệ cho tất cả những vệ tinh từ những cuộc tấn công của kẻ thù và kể cả những cái uh, uh, thiên thạch mà có thể gây hại cho tất cả những cái vệ tinh của nhật bản và đây được xem là những cái vệ tinh đặc trách về viễn thông và đặc trách về vấn đề định vị tức là gps ở trên toàn cầu việc phát động ra một cái đơn vị mới này của nhật bản đã gia tăng cái lo ngại là trung quốc và nga đang tìm cách xen vào và phá hủy những cái vệ tinh ở trên không gian vũ trụ à, việc này việc thành lập cái lực lượng này tiếp sau khi hoa kỳ Tổng thống Trump đã lực lượng, thành lập một cái lực lượng Space Force, tức là lực lượng thiên quân để bảo vệ cho tất cả tài sản của Hoa Kỳ ngoài vũ trụ. Thì bây giờ Nhật là quốc gia thứ hai sẽ đưa ra những cái đơn vị mới và cũng sẽ bảo vệ cho tất cả những cái vệ tinh và các cái tài sản của Nhật nằm bên ngoài vũ trụ. Đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất cho thấy rằng là đang có tình trạng đe dọa từ Nga và Trung Quốc phá hủy một số những cái tài sản của Hoa Kỳ và của Nhật đặc biệt là các vệ tinh nằm trên không gian vũ trụ đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của khu vực này và liên quan tới khu vực Á Châu Thái Bình Dương phát hiện ra một cái trữ lượng lớn chất fentanyl được xem là lớn nhất tại khu vực Á Châu. Bản tin từ Jakarta cho biết là cảnh sát của Miến Điện nói rằng họ đã tịch thu được một cái số lượng chất fentanyl lỏng và được xem là lớn nhất và nguy hiểm nhất so với lại á phiện trước đây và chất opioid. À, đà, và đà, trên con đường từ North America tức là sẽ được gửi qua khu vực Bắc Mỹ ở khu vực gọi là tam giác vàng. Đây là dấu hiệu cho thấy là tình trạng tái sản xuất lại ma túy ở khu vực này khá cao. Phía hãng thông tấn Reuters cho biết là có tới 3.700 lít chất menta À, đã được phát hiện trong cái lực lượng chống ma túy của cảnh sát Miến điện ở tại cái ngôi làng gọi là Loi Khan nằm ở San State ở phía đông bắc của Miến điện và việc bắt giữ chất này được xem là lớn nhất từ trước tới nay à, bao gồm luôn cả 193 triệu viên thuốc metafentamin được biết với cái tên tiếng Miến điện là Java và 17.5 tấn chất yaba này đã được à, à, giấu ở đây trong vòng 2 năm qua và cái cơ quan đặc trách về chống tội ác và ma túy của Liên Hiệp Quốc cho biết, đây là vụ đột kích và bắt giữ lớn nhất của Á châu từ trước tới nay và trong đó bao gồm 163.000 lít và 35.5 tấn các cái loại nguyên liệu để chế tạo ma túy và kể cả những cái vũ khí và trong đó tổng cộng có 130 người đã bị bắt giữ. Đây là vụ phát hiện lớn nhất tại miến điện khu Tam giác vàng được xem là cái trung tâm sản xuất ma ma túy lớn nhất tại Á Châu. Và bây giờ thì phía liên hiệp quốc và cảnh sát miến điện đã cho trình làng tất cả những cái uh, vật chứng mà họ tịch thu được từ những cái chất ma túy này cũng như một số vũ khí và uh, cho uh, chụp hình tất cả những nghi can đã bị bắt gồm 130 nghi can. Đây là một cái tin khá chấn động ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay trong khi đó lần được xem là hãng máy bay đầu tiên trên thế giới đã chính thức khai phá sản sau khi mà có một cái uh, cuộc đại dịch lớn diễn ra bản tin cho biết là thái lan dự tính sẽ nộp đơn để mà xin khai phá sản cho một cái hãng máy bay lớn nhất của quốc gia này gọi là thái airways international sau khi mà cái uh, công ty này đã bị thiệt hại khá nặng nề trong cái kỹ nghệ hàng không Bản tin cho biết, đây là công ty do nhà nước Thái Lan làm chủ và đã không còn gồng gánh nổi trong tất cả những món nợ và thiếu hụt về nguồn tài chánh cũng như là việc mà công ty này đã bị tổn thương nặng nề sau khi mà đại dịch bùng nổ. Và chính thức thì Tòa án Thái Lan đã nhận được đơn xin khai phá sản của Thái Airways International và Thái Airways International đã trở thành một trong những công ty đầu tiên trên thế giới nộp đơn xin khai phá sản vì đã không gồng gánh nổi với tất cả những chi phí bị thua lỗ và tình trạng đại dịch đang hoành hành ở khắp nơi trên thế giới và họ cũng đã, đã nộp vào một cái chapter gọi là giống tương tự giống như một cái chapter 11 của Hoa Kỳ tức là sẽ xin uh, được xóa một số những món nợ. Chapter 7 là dùng để xóa nợ và chapter uh, chapter 11 là xóa những món nợ và chapter seven là xin uh, chapter 13 là xin dời những món nợ qua một khoảng thời gian, à, tức là cái à, chương thứ 11 thì là cái chương để xin xóa nợ, còn cái chương thứ 13 là xin dời những món nợ một khoảng thời gian để mà hoãn trả nợ và tái cấu trúc lại công ty. Thì bây giờ phía công ty hàng không Thái EW đã nộp đơn xin khai phá sản và xin xóa nợ. Đây là một trong những cái à, tình cũng khá quan trọng ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Trong khi đó Trung Quốc đã xóa đi cái văn hóa Hồi giáo trong cái mùa lễ thánh lễ của người Hồi giáo Ramadan. Đây là tin mới nhất từ ở phía Trung Quốc cho à, các ký giả cho biết. Trung Quốc đã gia tăng việc xóa bỏ dần tất cả những cái văn hóa của người Hồi giáo trong cái tháng được xem là thánh lễ Ramadan. Mà trong đó thì à, những người à, Hồi giáo đang bị bức hại khá nặng nề tại Trung Quốc. Theo tường trình của một cái tờ magazine online có tên là Peter Winter, đã nhắm vào cái vấn đề tự do tôn giáo tại Trung Quốc, thì nhiều chính quyền địa phương của Trung Quốc đã yêu cầu công an của họ là phải quan sát và giám sát mạnh mẽ những người hồi giáo trong khi mà cái thánh lễ Ramadan đã bắt đầu, đặc biệt là trong cái ngày cầu nguyện thứ sáu được xem là một trong những cái ngày cầu nguyện quan trọng nhất của người hồi giáo tại khu vực gần Tân Cương và các lực lượng công an đã báo cáo với lại tất cả các cái chính quyền địa phương là họ sẽ tìm cách xét những cái ID tức là xét những cái thẻ căn cước và sẽ ngăn chặn tất cả những cái hành lý của tất cả những người nào mà thuộc dạng người duy ngô nhĩ ở tại khu vực tân cương mà tới tham dự vào những cái đền thờ hồi giáo ở trung quốc và đây được xem là một trong những cái bằng chứng mạnh mẽ nhất về việc mà trung quốc đang tìm cách kiểm soát và giám sát cũng như là bức hại tôn giáo một ít nhất là những người sinh sống ở tại Quyên hai tức là ở tại thanh hải nơi mà có cộng đồng Hồi giáo khá đông nói rằng là công an đã xông vào trong đền thờ của họ và có những cái hành động hành sách nhiễu giả man đối với những tín đồ Hồi giáo. Họ bị lục xét, bị xét thẻ căn cước, bị bắt đứng tay lên, chống tay lên tường để mà lục xét. Tất cả những hành động này đã diễn ra ngay lúc mà những người Hồi giáo đã bắt đầu những cái thánh lễ cầu nguyện của họ. Đặc biệt là trong cái mỗi thứ sáu hàng tuần. Thì đặc biệt trong cái mùa thánh lễ Ramadan Ramadan thì là cái ngày thứ sáu là cái ngày cầu nguyện quan trọng nhất của người hồi giáo. thì họ lại bị sách nhiễu rất nặng nề ngay tại Trung Quốc. đó là bản tin báo cáo từ phía khu vực gần Tân Cương và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay một à, gọi là citizen journalist tôi tạm dịch là một nhà báo nhân dân đã bị bắt giữ sau khi mà livestream liên quan tới con siêu vi khuẩn từ vũ hán. đây là một nữ ký giả được xem là một nhà báo nhân dân tức là không thuộc một cơ quan truyền thông nào của Trung Quốc. Bản tin cho biết một cựu luật sư và hiện nay là một nhà báo độc lập nhân dân từ thành phố Thượng Hải người đã chỉ trích về việc mà chính quyền Bắc Kinh đã thất bại trong việc đối phó với con siêu vi khuẩn vũ hán đã bị bắt giữ ngay sau khi mà cô live stream trực tiếp ở trên mạng xã hội và cái việc bắt giữ này nằm trong cái ngữ cảnh dập tắt tiếng nói của những nhà bất đồng chính kiến theo tường trình của bạn cô có tên là Zhang Zhang Family thì cho biết rằng là họ đã được xác nhận vào ngày thứ à, thứ sáu vừa qua là năm nay 37 tuổi cô đã bị bắt giữ trong cái sở câu lưu ở thượng hải à, thuộc quận Pudong và cô bị tố cáo là đã có những cái hành động khiêu khích xã hội à, trong đó thì à, à, đây là một cái tội trạng mà cộng à, cộng sản trung quốc thường dùng cho những nhà bất đồng chính kiến cô Zhang đã từng có mặt tại vũ hán nơi mà xảy ra cái trường hợp đầu tiên về con siêu vi khuẩn này từ năm ngoái và bắt đầu từ ngày từ tháng 1 tây tháng 2 thì cô bắt đầu livestream và chia sẻ những cái kinh nghiệm ngay giữa trung tâm của thành phố vũ hán trên twitter trên youtube và trên những cái mạng xã hội khác và cả mặc dù twitter và youtube đều bị ngăn chặn không được phát triển tại trung quốc và cô gian đồng thời cũng đã viết những câu chuyện và chỉ trích mạnh mẽ chính quyền đảng cộng sản bắc kinh trong việc đối phó với lại cái con siêu vi khuẩn này một cách thiếu nhân tính tức là rất rất là vô nhân đạo và chính quyền đã tìm cách uh, cô lập tất cả những cá nhân bên ngoài thế giới uh, và đặc biệt là những người bị điều trị và những người bị lây nhiễm đã bị đã bị bị uh, đối xử rất tệ hại và trong đó thì giới truyền thông đã bị kiểm soát gắt gao và chỉ được phép đưa những tin tích cực mà thôi. Cô Gian đã viết ở trên một cái Twitter vào ngày 16 tháng 2 và sau đó thì cô còn có thêm một số những cái bài viết liên quan tới vấn đề chỉ trích nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh và chính thức thì cô đã bị chính quyền đảng Cộng sản bắt giữ và nói rằng cô đã có những hành động kích động xã hội và gây hỗn loạn xã hội. Đây là một trong những cái tội danh mà chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc thường dùng để áp dụng đối với tất cả những nhà bất đồng chính kiến tại Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta bước qua phần tin Việt Nam bản tin thời sự hàng đầu đón gió là trò của những người những cái những cái kẻ mà luôn làm việc trong cái chế độ đảng cộng sản hiện nay tại Việt Nam có rất nhiều những khu đất được xem là khu đất vàng và tất cả những cái khu mà chiếm những cái vị trí quan trọng ở cái vấn đề quốc phòng của Việt Nam đều đã bị người Trung Quốc chiếm lĩnh và những việc chiếm lĩnh này nó mang hai mục đích thứ nhất là nó trục lợi về mặt kinh tế và thứ hai là tìm cách kiểm soát nền kinh tế của Việt Nam và kiểm soát những cái vị trí quan trọng quân sự của Việt Nam. Hiện nay ngoại trừ Vân Đồn đã chính thức trở thành đặc khu kinh tế mà Trung Quốc thuê mướn với tổng cộng với tổng cộng là 99 năm ra thì các khu vực khác trên toàn cõi Việt Nam đặc biệt là những khu vực đắc địa nhất về mặt kinh tế đã bị các người dân Trung Quốc đứng tên và thu mua rất là nhiều. Họ thu mua cái này với hai mục đích kinh doanh kiếm lời bởi vì họ đón gió cho rằng sẽ có nhiều công xưởng hoặc là nhiều công ty từ trung quốc chạy qua việt nam mở công xưởng do đó thì bây giờ họ tìm cách mua đất ở đây và tìm cách làm chủ những cái khu được xem là đắc địa nhất về mặt địa ốc và về mặt sản xuất để có thể cho thuê mướn lại và đưa công nhân từ trung quốc vào những khu vực này làm việc thay vì là mướn công nhân việt nam tình trạng mà người trung quốc nhập cảnh vào việt nam thu mua đất đai ở các khu vực đặc biệt là trọng yếu về quốc phòng đã đã chiếm lĩnh khá nhiều. Gần như 70% những kẻ mua đất này đều đến từ Trung Quốc. Đây là một trong những cái tình trạng nguy hiểm khi mà Cộng sản Việt Nam vẫn bất lực trong việc đối phó với tình trạng lịch cán cân về mua đất đai và cái những cái quy tắc về đất đai khiến cho Trung Quốc chiếm lĩnh gần hết tất cả những cái vị trí quan trọng về quốc phòng và kinh tế của Việt Nam. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Trong khi đó thì có nguồn tin cho rằng là sẽ có sự khác biệt trong việc mà gọi là đối xử với những kẻ phạm tội tại việt nam vụ án hồ duy hải thì chính quyền cộng sản việt nam giữ nguyên án tử hình và cho rằng là đây là đúng luật pháp của việt nam tuy nhiên trong một cái vụ án khác thì có vẻ như là tòa án cộng sản việt nam sẽ châm trước rất nhiều bởi vì những kẻ này vừa là đảng viên và vừa là thân nhân của bà Bộ trưởng Y tế của Việt Nam. Đó là các cái à, các cái bị cáo trong cái vụ án pharmacist mà bán thuốc giả cho công chúng đã bị kết án xong và bây giờ thì các bị cáo đang nộp đơn xin giảm án và có à, nguồn tin từ ở phía tòa án Việt Nam cho rằng mặc dù hội đồng xét xử đòi tuyên án y án với tất cả các bị cáo. Tuy nhiên có nguồn tin cho rằng sẽ có những cái cuộc giảm án dành cho những bị cáo này vì công trạng của họ đối với đảng cộng sản Việt Nam và có thể rằng họ sẽ được giảm án so với vụ án hồ duy hải thì là những à, hồ duy hải đã bị giữ nguyên bản án tử hình còn những kẻ phạm tội gây hại sức khỏe công cộng thì có vẻ như sẽ được giảm án bởi vì thân và xuất thân của họ là đảng viên và là bà con thân thuộc trong gia đình của một bộ trưởng y tế người đứng đầu ngành y tế của cộng sản Việt Nam đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay và cuối cùng Liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Mặc dù mỗi một năm vẫn tiếp tục à, lấy tiền của người dân để mà chống ngập nhưng mà mỗi một năm thì ngập càng nhiều hơn và lời cảnh báo mới nhất là ở Sài Gòn sẽ và tức là cái gọi là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nguy cơ ngập lụt tăng từ 5 tới 10 lần từ đây cho tới năm 2050. Lý do là bởi vì về do cái vấn đề xây dựng vô tội vạ và những cái khu trũng để nước thoát ra ngoài như là ở khu vực thủ thiêm thì lại được xây dựng cao hơn bình thường và như vậy thì biến trung tâm sài gòn trở thành cái nơi gọi là cái trũng và nó trở thành ngập lụt và mỗi lúc một nặng nề hơn mặc dù mỗi một năm nó ngốn ít nhất là vài triệu cho tới vài chục triệu đô la để mà chống ngập nhưng tất cả nỗ lực này đều thất bại và tình trạng ngập lụt ở tại sài gòn sẽ càng lúc càng nặng nề hơn và có cảnh báo là từ đây tới năm 2050 thì tình trạng ngập sẽ gấp 5 cho tới 10 lần so với thực trạng hiện tại là do vấn đề xây dựng xung quanh Sài Gòn làm cho Sài Gòn rơi vào cái chỗ trũng và không còn chỗ thoát nước ra bên ngoài. Đó là tình trạng của Việt Nam ngày hôm nay và cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự sáng ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong chương trình houston nhật ký chiều ngày hôm nay xin các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào tất cả mọi người bye bye